Giống như một số góc khuất của Hollywood, thế giới du thuyền hào nhoáng là nơi chất chứa rất nhiều bí mật đen tối. Phía sau sự xa hoa bạn vẫn biết về nó là cả một thế giới hoàn toàn khác, nơi các tỷ phú giàu có sử dụng sức ảnh hưởng và tiền bạc của họ để đổi lấy các mối quan hệ, đôi khi còn nhiều hơn thế. Và trước khi tìm hiểu về những điều nằm sâu bên trong thế giới du thuyền, anh em hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ Văn Tùng Discovery nhé. Và cũng đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trước khi tìm hiểu về mối liên hệ giữa du thuyền và liên hoan phim nổi tiếng Cannes, chúng ta phải định nghĩa du thuyền ở đây là gì. Theo nghĩa thông thường, du thuyền là một môn thể thao hoặc trò chơi tiêu khiển của giới nhà giàu. Nhưng du thuyền trong bối cảnh này lại là một cụm từ phổ biến thường được dùng để chỉ một khía cạnh cụ thể của ngành giải trí, đặc biệt là ở Hollywood. Về cơ bản, du thuyền là từ lóng chỉ việc những người nổi tiếng, thường là nữ nghệ sĩ, chấp nhận những lời mời lên những du thuyền đẳng cấp dành cho các cá nhân giàu có như tỷ phú hay là những người có địa vị cao trong xã hội đưa ra. Những lời mời này có thể đi kèm với những lời hứa với một khoản tiền đáng kể, các đãi ngộ đặc biệt hoặc bất cứ một điều gì có thể được thương lượng trước. Những cô gái thường xuyên tham gia vào thế giới này được gọi là các cô gái du thuyền. Những chiếc du thuyền luôn trông rất sang trọng, là nơi chứa đựng lối sống xa hoa. Nó có thể bao gồm những bữa tiệc xa xỉ, nhiều tiện nghi hàng đầu, những món quà, vật chất cực hời. Nhưng tôi chắc chắn rằng đây mới là điều hấp dẫn của thế giới ấy. Tham gia vào một bữa tiệc thân mật với những cô gái xinh đẹp và có sức ảnh hưởng. Những người này thậm chí có thể là người nổi tiếng, được cho là đã nhận một khoản tiền cách xù chỉ để xuất hiện ở đây. Như bạn có thể thấy, du thuyền cũng chỉ là một hình thức đổi tiền, lấy tình cảm, các mối quan hệ khác hoặc là dịch vụ khác. Vậy bạn đã hiểu du thuyền ở đây nghĩa là gì chưa? Giờ thì hãy cùng đi sâu tìm hiểu về liên hoan phim Cannes và sự kiện này có mối liên hệ như thế nào với du thuyền. Liên hoan phim Cannes, hay còn được gọi đơn giản là Cannes, là một trong những liên hoan phim uy tín và nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Nó thu hút các nhà làm phim, diễn viên hàng đầu, các chuyên gia kinh doanh và rất nhiều người nổi tiếng với những người giàu có quy tụ tại một sân khấu hoành tráng để giới thiệu những gì đặc sắc nhất của điện ảnh quốc tế. Nơi tổ chức liên hoan phim này là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới, nằm bên bờ biển miền đông của nước Pháp, thành phố biển Cannes. Ngày hội điện ảnh này thường kéo dài khoảng 2 tuần vào tháng 5 hàng năm. Cung hội nghị Pháp, một công trình kiến trúc bắt mắt nằm dọc đại lộ Coises nổi tiếng chạy dọc song song với biển Địa Trung Hải, là địa điểm chính của liên hoan phim Cannes. Một trong những đặc điểm mang tính biểu tượng nhất của Cannes là thảm đỏ. Trên các bậc thang đỏ nổi tiếng tại cung hội nghị Pháp, các ngôi sao và các nhà làm phim xuất hiện lung linh tại các buổi ra mắt sự kiện. Thảm đỏ có thể nói là một cảnh tượng ngoạn mục với giới mộ điệu, các nhiếp ảnh gia và các cánh nhà báo. Họ tranh nhau chiêm ngưỡng chụp ảnh và phỏng vấn các ngôi sao. Các buổi công chiếu phim tất nhiên là tâm điểm của liên hoan phim. Những bộ phim được mong đợi nhất thế giới, bao gồm cả những bộ đã được đề cử cành cọ vàng, cũng muốn được đem đến Cannes để công chiếu. Vì có nơi nào tốt hơn một liên hoan phim nổi tiếng để giới thiệu đến công chúng những tác phẩm điện ảnh của bạn? Cannes đóng vai trò là trung tâm ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu và giúp ngành công nghiệp này có cơ hội kết nối, đàm phán các thỏa thuận, điều mà cuối cùng giúp họ có thể cộng tác trong các dự án. Bên ngoài phim ảnh thì Cannes còn nổi tiếng với những bữa tiệc hào nhoáng và sự kiện hấp dẫn. Các cuộc tụ họp này diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả khách sạn sang trọng lẫn trên du thuyền tư nhân neo đậu dọc bờ biển. Các bữa tiệc du thuyền này thường có sự góp mặt của các ngôi sao hạng A. Có thể thấy, Cannes thu hút rất nhiều người đến tham dự. Các ngôi sao Hollywood, các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên quốc tế đến để quảng bá phim của họ và đắm mình tận hưởng ánh đèn sân khấu. Brad Pitt, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio là những cái tên quen thuộc vẫn thường xuyên tề tựu tại Cannes để giới thiệu tác phẩm của họ và tham gia vào lĩnh vực kinh doanh của ngành. Cannes cũng thu hút các nhà đầu tư và nhà tài trợ giàu có, những người quan tâm đến việc hỗ trợ phim ảnh hoặc muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư. Một số cá nhân trong những người này thường tổ chức những bữa tiệc xa hoa. Nếu thảm đỏ là sân khấu lý tưởng để các ngôi sao tỏa sáng, thì các bữa tiệc ở trên du thuyền và các cuộc tụ họp ở vùng biển Địa Trung Hải xinh đẹp lại mang đến một khung cảnh thân mật cho các cuộc giao dịch. Những sự kết nối được sản sinh, sự hợp tác được tạo ra và các mối quan hệ trong ngành được củng cố. Thế giới du thuyền trở thành một phần mở rộng của Cannes, nơi công việc và niềm vui đan xen liền mạch. Trong thế giới ấy, các cô gái du thuyền luôn là một nhóm độc đáo và thu hút. Những người phụ nữ này đến từ nhiều hoàn cảnh nghề nghiệp khác nhau, có thể là người mẫu, nữ diễn viên, những người có sức ảnh hưởng. Tất cả đều bị thu hút bởi sức hấp dẫn của liên hoan phim lẫn của chính thế giới du thuyền này. Trong khi những người khác tham dự với tư cách là khách mời, sự hiện diện của các cô gái này tạo thêm yếu tố thu hút khác cho trải nghiệm trên du thuyền. Bởi thế mà ngoài những điều thú vị diễn ra tại liên hoan phim, còn nhiều điều khác khiến người ta say mê Cannes. Theo tờ Vanity Fair, một phóng viên Hollywood đã thu thập được thông tin từ những người tham gia Cannes. Có rất nhiều hoạt động buôn bán hoa cao cấp diễn ra hàng năm ở Riviera của Pháp. Phóng viên này cũng chia sẻ rằng hầu hết thông tin mà anh ta nhận được đều nhắm đến doanh nhân người Liban, Eli Nahat. Phóng viên cho biết,
Vị doanh nhân này cũng từng bị kết án 8 năm tù vì điều hành một đường dây bán hoa tại thành phố Cairns sau khi đường dây này bị triệt phá vào năm 2007. Phóng viên này điều tra được rất nhiều thông tin, đáng chú ý nhất là có nhiều khu vực diễn ra nạn buôn bán thể xác này. Theo cảnh sát, phụ nữ có thể phục vụ đàn ông trong khách sạn, trên du thuyền hoặc trong những biệt thự sang trọng nằm trên những ngọn đồi ở bên trong thành phố. Khó có thể là gái bán hoa tập sự hoặc là người mẫu cho đến các hoa hậu. Một luật sư từng tiết lộ nhiều phụ nữ còn bị lừa đưa đến Cairns và bị ép làm gái mại dâm. Câu chuyện trở nên hài hước hơn khi những người tiết lộ rằng hàng năm, cứ như thể phụ nữ từ mọi tầng lớp xã hội đều tụ tập tại Cairns vào một ngày. Đó là ngày mà gái bán hoa ở Paris gọi là ngày trả lương lớn nhất trong năm. Những người phụ nữ này bao gồm cả những cô gái buôn phấn bán hương ở địa phương, những người thường kiếm không quá $150 đến $175 một giờ, cho đến những người mà dân Pháp vẫn mỉa mai là gái điếm hạng sang, những người có giá trị trung bình từ $4,000 mỗi đêm. Thông tin thu thập được cũng cho thấy hàng năm tại liên hoan phim Cairns có thể có 30-40 du thuyền sang trọng thường được neo ở vịnh. Mỗi chiếc thuyền đều do một người cực kỳ giàu có sở hữu và có khoảng 10 cô gái ăn mặc gợi cảm, thậm chí là không mặc gì. Theo như tờ Vanity Fair đề cập thì khách hàng muốn lên du thuyền sẽ được yêu cầu bỏ tiền vào một phong bì và viết bên ngoài là quà tặng. Một người từng làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh khẳng định hầu như chẳng có sự khác biệt giữa gái bán hoa chuyên nghiệp và các nữ diễn viên, người mẫu Hollywood hạng B hạng C chấp nhận được trả tiền để thân mật với những người đàn ông lớn tuổi giàu có. Và những sao nữ được đưa lên du thuyền trong liên hoan phim Cairns cũng chính là những cô gái du thuyền. Tôi chắc rằng bạn đang tự hỏi trong đầu là liệu những gương mặt nổi tiếng nào từng đồng ý bước lên các du thuyền này để đổi lấy khoản lời đó. Hãy nhớ về Emily Ratajkowski, một người mẫu diễn viên nổi tiếng, trong cuốn hồi ký đình đám có tên là My Body của mình. Cô đã tiết lộ nhiều bí mật hậu trường của Hollywood, làm dấy lên đồn đoán rằng Bella Hadid và Halle Bieber từng là các cô gái du thuyền. Cũng trong hồi ký, Emily Ratajkowski cũng kể chi tiết về việc được trả $25,000 để tham dự Super Bowl cùng với nhà tài chính người Malaysia Jolo, người bị cáo buộc liên quan đến thế giới du thuyền. Cuốn hồi ký nói rõ là Jolo, kẻ hiện đang phải ẩn náu, từng là một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp giải trí. Trước cả khi thông tin anh ta trả tiền cho Emily để cùng tham dự Super Bowl được tiết lộ, Jolo đã nổi tiếng vung tiền không tiếc, chỉ để được tập kè với nhiều bóng hồng trong làng giải trí. Anh ta từng được bắt gặp đi chơi với Paris Hilton vào năm 2019. Cùng năm đó, Hilton đã được cho là đã di chuyển bằng phi cơ riêng đến trượt tuyết ở Whistler để dự tiệc của John. Một nguồn tin từ khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Canada nói rằng anh này đã hâm mộ cô từ khi còn học đại học nên đã liên hệ với quản lý của Paris để sắp xếp mời cô ấy đến dự bữa tiệc của mình. Một số bạn bè của Paris nói rằng cô ấy được nhận khoảng $100,000 trong mỗi sự kiện mà Joe mời. Sau đó thì anh ta còn tặng Paris một chiếc đồng hồ Cartier làm quà tặng sinh nhật và $250,000 bằng chip sòng bạc Casino Chip để hai người họ cùng chơi Baccarat tại một lễ kỷ niệm ở hộp đêm ở Vanistan Star, Las Vegas. Không dừng lại ở việc vui chơi ở Mỹ, họ còn dành cả năm đó để tận hưởng hộp đêm ở Le Cap d'Oroy, Saint-Tropez, nơi mà dường như được bao phủ hoàn toàn bằng vàng. Trong một cuộc đấu giá chai rượu xâm phanh nổi tiếng Crystal, Lâu đã tham gia đối đầu với một gia đình bất động sản khét tiếng ở New York và giành được chai rượu này với giá 2 triệu euro. Sau đó Hilton được cho là đã mở nắp chai xâm phanh, xịt nó khắp nơi với những người khác để ăn mừng. Tất cả những cuộc ăn chơi xa xỉ này đều xảy ra trước vụ bê bối khiến Lâu phải lẩn trốn. Có tin đồn anh ta đang cư trú ở Trung Quốc và có thể đã đi đến các quốc gia khác nhau. Doanh nhân này hiện vẫn đang bị chính quyền quốc tế truy nã do liên quan đến vụ thâm nhũng tai tiếng ở Malaysia, vụ án mà anh ta được cho là kẻ đầu sỏ. Theo cơ quan công tố, Lâu đã biển thủ $4,5 tỷ từ quỹ phát triển kinh tế của Malaysia sang tài khoản cá nhân của mình. Giới nghệ sĩ thân thiết với Lâu cũng bị truyền thông đào bới vì nghi ngờ có liên quan tới vụ này. Mình chắc chắn câu hỏi cho đầu anh em lúc này là tại sao những người nổi tiếng vốn đã giàu có lại tham gia vào những hoạt động như vậy? Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta hãy ghé thăm những du thuyền xa hoa bậc nhất từng đón tiếp nhiều người nổi tiếng. Giống như những ngôi sao hạng A có mặt để tham dự liên hoan phim Cairns, các du thuyền cũng xuất hiện để phục vụ thú vui của du khách. Nổi tiếng nhất phải kể đến du thuyền Sorin, được đồn đại là thuộc sở hữu của Thái tử Ả Rập Xê Út. Để sở hữu du thuyền này trong một tuần thì bạn sẽ phải trả $5,000,000, khoảng $124 tỷ. Đó là số tiền mà tỷ phú người Mỹ Bill Gates đã phải trả để có được chiếc du thuyền này trong một tuần cùng gia đình đi nghỉ. Điều này cho thấy chỉ riêng bản thân những chiếc du thuyền cũng có đủ sức hấp dẫn khiến mọi người muốn lên đó và vui chơi. Trước khi đề cập tới những tiện ích xa hoa, Sorin là lựa chọn hoàn hảo cho các bữa tiệc với sức chứa 24 khách, 12 dãy phòng, mỗi dãy đều có một phòng VIP. Các tiện nghi khác có thể kể đến như là bàn ăn ngoài trời với quầy pha chế đồ uống, lò nướng bánh pizza và bếp nướng teppanyaki. Ngoài ra còn có một số bức tường chuyên dụng cho môn leo núi ở trong nhà, hai bãi đáp trực thăng, spa làm đẹp được trang bị đầy đủ thiết bị, câu lạc bộ bãi biển,
tất cả những tiện nghi này đều có giá không hề rẻ. Chi phí vận hành của chiếc du thuyền này có thể gấp đôi số tiền mà nữ diễn viên được trả lương cao nhất kiếm được. Năm 2013, nữ diễn viên có cát xê cao nhất là Sandra Bullock với 20 triệu đô la Mỹ. Con số này chỉ bằng một nửa chi phí vận hành của du thuyền Sorin lên đến 40 triệu đô la. Đây cũng là một lý do để khiến các ngôi sao quan tâm tới thế giới du thuyền. Số tiền này tất nhiên chẳng thấm vào đâu so với thu nhập của những tỷ phú giàu có thể thuê những chiếc du thuyền này. Bởi nếu ai đó sẵn sàng vung ra 5 triệu đô la để thuê du thuyền trong một tuần thì chắc chắn có khả năng chi tiêu rất hào phóng và những thứ khác mà anh ta cảm thấy phù hợp. Với một nữ diễn viên chân ướt chân ráo vào nghề hoặc chỉ xếp hạng C thì việc được lên tàu du thuyền là quá hấp dẫn vì thu nhập của họ sao có thể sánh được với những tỷ phú này. Tính toán đơn giản là một ngôi sao như thế kiếm được khoảng 25.000 đô la trong mỗi tập của một chương trình truyền hình, trong khi chỉ để có được một sân bay trực thăng chi phí đã lên tới 45.000 đô la. Mà các du thuyền này thậm chí còn có nhiều sân bay trực thăng giá trị ngang ngửa tiền lương hoặc hơn cát xê vài tập phim cộng lại. Ngoài những tiện nghi mà chúng ta đã thấy thì du thuyền này còn có nhiều hồ bơi, phòng quan sát dưới nước, phòng tắm hơi, thẩm mỹ viện, thang máy vệ tinh, phòng thông tin liên lạc, phòng tập thể thao, bể sục trên boong tàu và phòng hội nghị. Du thuyền Sorin còn mang một chiếc tàu ngầm và một máy bay trực thăng. Chiếc tàu ngầm này có giá trị là 2,5 triệu đô la Mỹ, còn chiếc thăng Eurocopter EC-145 có giá niêm yết từ 5,5 triệu đô la Mỹ trở lên. Không nhiều nữ diễn viên có thể khoe khoang về việc có phong cách sống thượng lưu như vậy. Đó là lý do vì sao một số người trong số họ sẵn sàng cặp kè với những ông lớn. Ngoài Sorin thì Eclipse cũng là một chiếc du thuyền sang trọng khác được phát hiện trong buổi giới thiệu du thuyền tại Liên hoan phim Cannes. Du thuyền có trị giá 700 triệu đô la Mỹ được trang bị đủ tiện nghi. Thật khó mà từ chối một lời mời tiệc tùng ở trên đây. Chiếc du thuyền từng được biết tới là lớn nhất thế giới này thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga Abramovich, có phí thuế 2 triệu đô trong một tuần. Giờ thì bạn hiểu lý do mình muốn nói rồi chứ. Những chiếc du thuyền như thế này chỉ có thể thuê bởi những người có địa vị cao và mọi yêu cầu từ những người như thế, mình đoán sẽ đi kèm với nhiều món hời. Du thuyền không chỉ có một mà là hai sân bay trực thăng, 24 cabin dành cho khách, có sức chứa rất nhiều người trước các bữa tiệc xa hoa, có hai bể bơi và một số bồn tắm nước nóng, sàn nhảy disco. Ngoài ra còn có 3 xuồng lớn nữa. Ta sẽ cần khoảng 70 thành viên thủy thủ đoàn chỉ để vận hành du thuyền này cũng như phục vụ hành khách. Bạn có biết chi phí để có 70 thành viên thủy thủ đoàn này trên tàu là bao nhiêu không? Chắc chắn là một con số khổng lồ. Chi phí vận hành hàng năm của du thuyền đủ để mua một dinh thự cao cấp 70 triệu đô la. Nếu đến đây, bạn vẫn chưa hiểu lý do tại sao một nữ minh tinh lại tham gia vào thế giới du thuyền. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách mọi thứ hoạt động từ quan điểm của những người phụ nữ này. Những người nổi tiếng cũng như những người giàu có khác chọn đi du thuyền vì nhiều lý do. Có thể vì những bữa tiệc và sự kiện với nhiều đặc quyền hoặc chỉ để nâng cao địa vị xã hội của mình. Một số khác tham dự các bữa tiệc du thuyền được tổ chức bởi người có quyền lực hoặc tập đoàn giàu có như một cách để có được mối quan hệ và sự móc nối. Những cuộc tụ họp này chắc chắn sẽ là nơi không phải ai cũng có thể bước vào bởi nơi đây đem tới nhiều ích lợi cho sự nghiệp của các ngôi sao. Khả năng quen biết với những người quyền lực trong ngành giải trí, ngay cả khi những người này không có gốc rễ sâu trong ngành giải trí, thì thứ họ luôn có đó là sự kết nối, điều có thể giúp thúc đẩy sự nghiệp của bất cứ ai. Một lý do khác khiến nhiều người mẫu và diễn viên quan tâm đến du thuyền là vì họ có thể khám phá những địa điểm mới lạ bằng tiền của người khác. Về cơ bản, họ chẳng mất xu nào, nhưng lại được đi tham quan khắp thế giới và thậm chí là được trả tiền cho điều đó. Dám cá là số đông người đồng ý khi được đi du lịch miễn phí mà vẫn có lương, sẽ nhiều, đếm không xuể. Bạn định nói là các ngôi sao này đâu thiếu tiền đi du lịch cứ? Thì hãy nhớ rằng, để thuê một du thuyền xa hoa bạn phải kiếm được 5 triệu đô la trong một tuần đấy. Một lý do khác là vì địa vị xã hội. Điều này liên quan đến hình ảnh địa vị của bạn trong mắt người cùng ngành. Nếu bạn được nhìn thấy đi cùng với Top Gun, bạn chắc chắn sẽ có địa vị cao hơn người chỉ giao du cùng với dân thường. Chẳng hạn như là có một nữ diễn viên vừa vào nghề nào đó đã xuất hiện trong một phim bom tấn, thì nghe có vẻ rất khả thi phải không? Có rất nhiều tin đồn cho rằng nữ diễn viên được nhận vai này chẳng qua nhờ giao dịch kinh doanh và thỏa thuận ngầm, và đó cũng có thể là một lý do khác khiến cho những người nổi tiếng muốn bước lên các du thuyền để đánh đổi lấy sự nổi tiếng và thành công. Điều này cũng thật là dễ hiểu, ngay cả khi mà những chủ doanh nghiệp muốn tạo mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp tầm cỡ để đàm phán các thỏa thuận và nói chung là giúp đỡ công việc kinh doanh của họ. Thế thì tại sao một nữ diễn viên hoặc một người mẫu lại không thể tìm cách tạo dựng các quan hệ đối tác, đàm phán các thỏa thuận hay khám phá những cơ hội kinh doanh mới với những tỷ phú này? Lý do cuối cùng là để có thể kết hôn với một tỷ phú. Một số phụ nữ đồng ý lên du thuyền thực chất là đang tìm kiếm một anh chồng giàu có. Ngoài ra, những người nổi tiếng sẵn lòng tham gia thế giới này vì họ biết những gì mình làm ở đây không dễ gì bị phơi bày. Có một số cam kết riêng tư đi kèm với việc giao du cùng những người nhà giàu, vì các tỷ phú có thể trả tiền cho bất cứ ai để giữ im lặng. Do đó, bảo mật thông tin là một yếu tố quan trọng khuyến khích nữ minh tinh dấn thân vào thế giới du thuyền. Ở nước ngoài, người nổi tiếng chắc chắn sẽ khó mà có thể có được mức độ riêng tư như vậy,
họ thường phải đối mặt với sự giám sát gắt gao của giới truyền thông và một chiếc du thuyền cho phép họ thoát khỏi các tay săn ảnh, tận hưởng khoảng thời gian không có đôi mắt chòng chọc của những công chúng. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu nhiều người nổi tiếng đồng ý nhảy lên những chiếc du thuyền này để kiếm trác một khoản tiền kha khá. Trong những năm qua, không ít gương mặt nổi tiếng chúng ta vẫn thấy trên TV, từ người mẫu, nữ diễn viên cho đến những người có chút ảnh hưởng cũng đều từng bị nghi ngờ tham gia vào thế giới du thuyền cho giai đoạn nào đó ở sự nghiệp của họ. Cơ hội nâng cao địa vị xã hội hay những phong bì chứa đầy tiền mặt là lý do quá hấp dẫn, khó lòng chối từ. Một số nguồn tin cho biết nữ hoàng của gia tộc Kim Kardashian từng được đưa về nhà với một đống tiền mặt sau bữa tiệc cùng doanh nhân người Malaysia Joe Lo, người có liên quan mật thiết với giới du thuyền. Không chỉ vậy, lối sống xa hoa phung phí cũng góp phần khiến mũi dìu dư luận càng nhắm đến cô. Những năm qua, Kim thường xuyên khoe khoang nhiều bức ảnh về cuộc sống sang chảnh, vui vẻ cùng bạn bè trên nhiều chiếc du thuyền khác nhau, đôi khi cô cũng đi một mình. Tất cả đều góp phần khiến dư luận không khỏi hoài nghi, và không phải mỗi Kim, cũng nhờ vào cuốn hồi ký của Emily Ratajkowski, mọi người còn dồn chú ý vào những cái tên như là Hailey Bieber hay là Bella Hadid, cũng phải kể tới Kendall Jenner nữa. Vì một số người trong họ đã được nhìn thấy khi đi du lịch trên du thuyền và vui vẻ với Emily. Vài người nổi tiếng khác bị đồn thổi có liên quan đến thế giới du thuyền vì một chuyến du lịch vào năm 2014 của Selena Gomez. Khi ấy, cô phù thủy nhỏ xứ Waverly đã đưa một số cô gái nổi tiếng đến Dubai. Những cái tên như là Kendall Jenner, Gigi Hadid, Samit, Josephine Skyriver hay là Dagon Vinger đều có mặt. Chuyến bay bị cho là được tài trợ bởi một số người có ảnh hưởng ở Dubai. Những người muốn có khoảng thời gian vui vẻ với những cô gái nổi tiếng này nên chẳng tiếc tiền mời họ về nước. Ngoài ra có tin đồn rằng Meghan Markle cũng từng lên những chiếc du thuyền như thế trước khi trở thành nàng dâu của Hoàng gia Anh. Một số nguồn tin khác lại khẳng định cô ấy đã gặp Hoàng tử Harry cũng nhờ chính điều này. Trong một số bức ảnh, Meghan đứng thản dáng ở trên du thuyền với bờ ngực trần. Việc thọ dáng khỏa thân hay bán khỏa thân như thế trên du thuyền được cho là cách mà hầu hết các cô gái vẫn dùng để thu hút, lôi kéo những người giàu có, đưa họ lên thuyền. Cựu nữ diễn viên này cũng từng được đồn đoán là một cô gái du thuyền có khả năng từng cặp kè với hoàng tử Andrew hay là Jeffrey Epstein. Một số bức ảnh được công bố làm bằng chứng cho thấy cô ấy đã ở trên tàu cùng với hoàng tử Andrew và họ có thể có mối quan hệ nào đó với nhau, nhưng cụ thể tính chất của mối quan hệ này là gì thì không rõ ràng. Chỉ với vài bức ảnh cũng không thể đưa ra kết luận cô ấy có phải là cô gái duy nhất trên tàu lúc đó hay không. Hành động này không chỉ dồn sự chú ý của mọi người về phía các ngôi sao mà còn về một công ty có tên là 138 Water. Công ty được cho là có bình phong trong ngành kinh doanh du thuyền. Một số người cho rằng công ty này kinh doanh nước uống đóng chai chỉ là bình phong bên ngoài, thực chất họ làm dịch vụ cung cấp các cô gái du thuyền cho những người giàu có. Ngó qua Instagram của họ, bạn có thể sẽ thấy bối rối vì không rõ thật sự đang bán cái gì. Thay vì quảng cáo nước, những bức ảnh trên Instagram lại luôn tập trung vào những cô gái trẻ, xinh đẹp mặc bikini. Trong một số bức ảnh, các cô gái này còn để ngực trần. Một số người có quan điểm bảo vệ nhãn hàng cho rằng chẳng qua mọi người đang bị thu hút bởi những gì mình muốn nhìn thấy. Nếu để ý kỹ, những người mẫu đều mặc bikini và những phụ kiện khác có in logo của 138. Nếu không để ý thì bạn sẽ chỉ nhìn thấy hình ảnh một cô gái mặc bikini mà thôi. Vài năm trước, một tâm thư ẩn danh chưa được kiểm chứng, viết bởi một nữ diễn viên có vẻ đang gặp khó khăn tài chính, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong đó cô ấy đã chia sẻ việc được bạn mình, một nữ diễn viên khác giới thiệu vào thế giới du thuyền. Nữ diễn viên tiết lộ bạn dụ có tham gia trò chơi này bằng cách quảng cáo mọi thứ rất dễ dàng. Chủ yếu là tiệc tùng và trò chuyện với vài chàng trai và chỉ cần làm một vài lần mà thôi. Nhưng sau khi đồng ý tham gia, nữ diễn viên cho biết bước vào đó đúng là rất dễ, nhưng trải nghiệm trên đó thật sự không hoảng nhoáng như cô nghĩ. Nhưng quay đầu cũng thật khó, nhất là khi cô ấy đã đồng ý thử nó với khoản thanh toán trả trước là 25.000 đô la. Sau đó cô kể với một vài người bạn, cũng là nữ diễn viên của mình, về việc đi du thuyền và vài tuần sau, người bạn này đã bay đến Pháp. Tất cả những gì người bạn diễn viên của cô ấy làm chỉ là gọi điện thoại suốt đêm đó và bùm, họ đang uống rượu trên một du thuyền sang chảnh, kề vai cùng những người thuộc giới thượng lưu. Trong tâm thư, cô gái không ngừng so sánh mình với chiếc du thuyền. Cô cho rằng họ chỉ cần trông xinh đẹp để đến nơi đó. Thật là một món hời khó cưỡng khi chỉ cần ngồi xinh đẹp và được nhận tiền. Nữ diễn viên tiết lộ một số công ty môi giới còn xu hướng lừa đảo những người mẫu ngây thơ lên du thuyền. Nên trường hợp của cô vẫn được xem là may mắn, vì bạn cô ấy đã nói trước về mọi chuyện nên việc này cũng chỉ giống như một công việc diễn xuất với khoản lương được trả trước là 25.000 đô la mà thôi. Nữ diễn viên này không chỉ được mời xuất hiện mà tên tuổi của cô cũng được sử dụng để thu hút nhiều phụ nữ khác. Trong tâm thư của mình, cô đã kể chi tiết về chuyến đi cũng như những gì thật sự xảy ra trên du thuyền. Hành trình bắt đầu bằng chuyến bay đến Paris, sau đó là xe buýt tới điểm cuối. Suốt chuyến bay, cô thấy bóng dáng của một phụ nữ nào trông có vẻ giống người mẫu. Nhưng khi cô đến Paris thì khác, chuyến xe buýt cho thấy phụ nữ Đông Âu chiếm đa số. Người bạn cũng là nữ diễn viên của cô cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ Đông Âu được thuê lên du thuyền như vậy vì họ sẵn sàng quan hệ mỗi đêm.
Bây giờ, chúng ta hãy nói về những gì thực sự diễn ra trên du thuyền. Cô tiết lộ rằng hầu hết người mẫu đều mặc những bộ bikini nhỏ xíu, nhiều khi là để ngực trần. Các anh chàng thì cũng chỉ cố nhét đồ đạc của họ vào những chiếc quần bơi chật chất mà họ có thể tìm thấy, và điều đó trông thật lỗ bịch. Khi xuống bể bơi, bạn sẽ bị sơ soạng và nhìn chằm chằm nhiều hơn. Một chàng trai nào đó có thể tóm lấy bạn và nói muốn tắm với bạn ngay cả khi bạn ra khỏi nước. Sau đó họ sẽ xoa dầu lên người bạn và yêu cầu bạn làm điều tương tự cho họ. Cô ấy nói thêm, cánh đàn ông thích khiêu vũ, uống rượu và ăn uống vào ban đêm, bởi với họ lúc này mới chỉ là khi cuộc vui bắt đầu. Đây cũng là lúc họ có những hành vi tệ nhất, trong khi giữa ban ngày cùng lắm thì họ chỉ uống rượu, sơ soạn, bình phẩm hay chụp ảnh bạn giống như là một miếng thịt bò mà thôi. Cô ấy chia sẻ rằng đàn ông trên du thuyền đều nhìn chằm chằm vào những cô gái. Nếu họ nhận thấy một người mẫu tội nghiệp nào đó bất tỉnh, họ sẽ quay phim từng bộ phận của cô ấy và sờ soạng rất nhiều. Nữ diễn viên cho rằng đó là một vụ xâm hại kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ và được quay phim lại toàn bộ. Việc này vẫn chưa phải kết thúc của trò chơi. Cô ấy tiết lộ một số buổi sáng chúng tôi sẽ nhận được những cuộc gọi yêu cầu đến một phòng nào đó và một số người mẫu sẽ được một du thuyền tư nhân đưa đi. Đó là yêu cầu của những người cực giàu có, người mà cô gái nào cũng muốn có được. Chủ của những chiếc du thuyền này có thể là những rapper, doanh nhân sừng sỏ của người Nga hoặc là diễn viên. Tuy nhiên cô thừa nhận rằng những người quản lý không thích gửi phụ nữ đi theo những yêu cầu riêng đó vì họ không bao giờ quay lại du thuyền chính nữa. Điều đó sẽ khiến chuyến du ngoạn còn ít thành khách hơn. Vào đêm cuối cùng ở đó, cô thấy một nửa số phụ nữ đã rời đi. Phần lớn trong số họ hiện đang đi đến những chiếc du thuyền sang trọng khác. Theo cách nào đó thì họ đã có được những người họ muốn. Số ít ở lại như cô thì chẳng giấu nổi sự chán ghét với thế giới du thuyền này. Trên thuyền không có đủ nước nóng để cho cô cảm thấy sạch sẽ sau những ngày du lịch trên biển. Cô cũng chia sẻ rằng mình đã khóc suốt một tuần sau trải nghiệm đi Pháp này, tới mức sau đó khi được mời đến Cannes để quảng bá cho một chương trình mà mình tham gia, cô ấy đã từ chối vì không muốn ở thành phố đó một giây phút nào nữa. Cuối cùng cô ấy khẳng định mình chưa bao giờ đi ngủ với bất kỳ ai khi ở du thuyền. Đồng nghiệp của cô ấy nói rằng hầu hết phụ nữ trên thuyền cũng đều như thế, nhưng theo cô thì hầu hết các cô gái đều đã quan hệ ở trên thuyền. Cô đi kết luận sau chuyến du thuyền rằng một nửa số người mẫu trên thuyền đơn giản là đang tìm cách kiếm càng nhiều tiền càng tốt trong một tuần đó, và nửa còn lại muốn tìm một người chồng giàu có. Nữ diễn viên đã viết tâm thư này được đồn đoán là Vanessa Lenji. Và mình sẽ kết thúc video này với một số thông tin chi tiết đã được một số người ẩn danh từng làm việc dọn dẹp sau những buổi hoan lạc trên du thuyền tiết lộ trong cuộc phỏng vấn kín vài năm trước, củng cố thêm những thông tin chúng ta đã khám phá từ đầu đến giờ. Người ẩn danh nói những kẻ giàu có thực sự có thể làm bất cứ điều gì trên đời này với đống tiền của họ ở đó. Từ việc được cung cấp thực phẩm tươi sống mỗi ngày bằng trực thăng cho đến quấy rối bằng chất cấm, buôn bán chất cấm, đôi khi là cả những án mạng đã xảy ra trên du thuyền. Nhưng cũng nhờ tiền mà họ vẫn có thể nhởm nhơ. Những điều cực đoan ấy có đúng như anh ta nói hay không thì không rõ. Nhưng sự thật rằng, cuộc sống bên trong những du thuyền sang trọng này chắc chắn không hào nhoáng như những gì chúng ta nghĩ. Còn anh em nghĩ sao về thế giới du thuyền này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cho Văn Tùng Discovery được biết nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.